Thầy có đề cập tới cái vấn đề là mình thêm một tuổi là mình già đó, mình già thêm, tức là mình gần tới cái chết thêm đoạn nữa. Cái có mấy Phật tử nói: thầy đầu năm đừng có nói chuyện nó không hên. Thầy mới hỏi lại các cô đó, thầy hỏi bây giờ đó mình không nói rồi mình có bị già không, mình không nói tới cái bệnh là mình có bị bệnh không, rồi mình không nói tới cái chết mình kiêng cự đó, rồi mình có bị chết không? Thì đa phần các cô đó nói thì chừng nào chết thì chết, chứ đừng có nói. Nói tự nhiên cái thấy sợ. Hôm nay không biết trong đây có ai sợ không, thầy muốn nói một vài vấn đề, về cái chuyện mà chúng ta phải đối diện. Bấy lâu nay sở dĩ chúng ta giận hờn người này, trách móc người kia, hơn thua với người nọ, ăn hiếp một ai đó, lấn lướt người nào đó, lý do từ đâu? Thầy hỏi câu này thì có nhiều người trả lời là do mình tham, do mình sân. Cái câu trả lời này thì nó cũng đúng, nhưng mà nó chung chung thôi. Thử đặt một câu hỏi: ngày mai mình chết thì hôm nay mình làm gì? Mình chỉ đặt một giả thuyết thôi, là hôm nay là chúng ta thấy phải dè từng suy nghĩ, từng câu nói, từng việc làm của mình. Nhưng nó là sự thật đó. Chúng ta cần phải hiểu rằng cuộc sống này có hạn định, hễ có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, hễ có khởi điểm xuất phát thì sẽ có điểm đích cuối cùng. Hễ mà có khởi thủy thì nó cũng sẽ có điểm cuối. Điều này chúng ta cần phải biết. Cuộc sống của chúng ta nó ngắn dần, ngắn tới mức chúng ta không thể tính đẹp, tính đếm được, vì nó ngắn trong từng hơi thở ra vào của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta nó giảm theo từng hơi thở, nó ngắn đi theo từng hơi thở của chúng ta, không có gì hơn thế. Bấy lâu nay chúng ta đo lường cuộc sống của chúng ta bằng năm. Thầy nói bằng năm là thực ra là nó còn 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 ngắn hơn đó, tại vì mình tính tới chuyện cả trăm năm nữa. Thường là mình tính bằng năm thôi à. Cho nên Tết đến đó quý vị thấy không, có rất là nhiều những cái câu chúc giống như chúc cho chúng ta thêm một năm, mong muốn cho chúng ta có những cái điều tốt đẹp bắt đầu từ một năm mới. Đây là một cái quan điểm mà chúng ta ảnh hưởng bởi cái đời sống văn hóa rất lâu đời của người Trung Hoa. Người Việt Nam mình ăn Tết giống với người Trung Hoa, cho nên chúng ta quen tính một năm. Trong khi đó cuộc sống của chúng ta ngắn dần trong từng khoảnh khắc. Chúng ta không phải đo lường bằng tháng, bằng năm nữa, mà nó đang thu ngắn lại theo từng khoảnh khắc hơi thở vào ra của chúng ta. Hít vô mà không thở ra, chúng ta đã sanh qua một đời khác. Cho nên ở trong Phật giáo là khuyên chúng ta thường phải nhận thức về cái chết. Nhận thức về cái chết không có nghĩa rằng là chúng ta ngồi đó để chờ chết. Ý thức về cái chết tức là chúng ta nhận ra được cái chết là một việc bình thường đến với chúng ta bất kỳ lúc nào, và không phải đụng cái chúng ta chết, mà nó chết trong từng khoảnh khắc thời gian đi qua cuộc đời của chúng ta, trong từng hơi thở chúng ta có thể đếm được. Chúng ta nhận diện được điều đó để làm gì? Để chúng ta không có trì hoãn rằng chúng ta còn nhiều thời gian nữa. Thứ nhất, chúng ta chuẩn bị được tâm lý thì chúng ta không còn sợ hãi bởi cái chết. Thị nhược dĩ quá, mạn diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc.
Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Thì bài kệ này được một vị tổ sư dịch ra rất là hay. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch, lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Siêng tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, lo phương cứu mình. Cho nên quý vị thấy ý thức cái chết đến với chúng ta từng phút giây, để cho chúng ta không trì hoãn rằng chúng ta còn nhiều thời gian. Chúng ta hay hẹn lắm, hay lần lựa, đời còn dài mà, hỏi đời bao nhiêu là dài. Mình đi ra nghĩa trang thôi, mình sẽ thấy có rất nhiều bia mộ mà tuổi thọ của những người nằm ở đó chúng ta có thể tính cho cuộc đời của mình. Không phải ai cũng 100 năm, 36.000 ngày ra đó đâu. Có những gia đình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tre già khóc măng non. Chuyện này rất là bình thường. Nếu thật sự chúng ta biết được vô thường nó đến, cái chết nó đến, chúng ta có thể chuyển hóa được cuộc sống của mình. Bây giờ thử đặt một cái giả dụ, chúng ta không chết, chúng ta có khổ không? Có không quý vị? Có. Nãy giờ thầy mới nói về cái chết nó làm chúng ta khổ, chúng ta hoang mang, chúng ta sợ hãi. Bây giờ đặt ra một cái trường hợp thôi, chúng ta không chết, đang sống nhân răng nè, có khổ không? Khổ chết đi luôn chứ. Khổ lắm. Khổ hàng ngày, khổ từng giờ. Bệnh hoạn cũng khổ, không tiền cũng khổ, người thân không quan tâm chúng ta cũng khổ, con cái không nghe lời cũng khổ, hoàn cảnh sống không thuận theo ý mình cũng khổ. Chúng ta sợ mất cái này, sợ mất cái kia, sợ không có được cái mà chúng ta mong muốn. Cho nên chúng ta cứ muốn, cứ tranh, cứ giành, cứ thế. Sở dĩ mà chúng ta làm những cái chuyện trái với căn thường đạo lý hoặc là đạo đức không cho phép, vì cái gì? Vì chúng ta giả định rằng mình còn sống lâu lắm. Chúng ta không hề thấy ra được rằng chúng ta làm những điều đó, những điều mà không đúng với lại đạo đức, luân lý hay là pháp luật quy định, thì chính mình cũng tự tạo thêm căng thẳng, đem lại khổ đau cho chúng ta nhiều hơn, vì ta đánh mất đi sự bình an trong nội tâm của mình. Cho nên một ngày mà chúng ta sống được, thầy có khuyên một vài Phật tử đang bệnh nặng đó, thầy nói nên cảm ơn cuộc đời vì một ngày đã sống được, chứ tức là chúng ta vẫn còn một đặc ân. Chúng ta vẫn còn thấy trời, thấy mây, thấy gió. Chúng ta còn biết buồn, còn biết khóc. Chúng ta vẫn còn có phước hơn một số người. Ví dụ những người bị thần kinh chẳng hạn, họ không cảm nhận được vui buồn, họ chợt vui chợt buồn, họ không kiểm soát được cảm xúc. Hoặc giả là những người bị bại liệt nằm ở trên giường, trong khi chúng ta còn thức dậy, còn ngồi dậy được, còn bước xuống giường được, còn đi làm vệ sinh cá nhân được, thậm chí chúng ta còn khóc được. Chúng ta vẫn còn có phước hơn một số người đó. Hãy nhìn nó như là một đặc ân cho cuộc sống của chúng ta. Ở tận cùng của các khổ đau, chúng ta vẫn còn có một điểm tựa bằng chính sự tự tin của chúng ta khi chúng ta quán chiếu đến những người bất hạnh hơn chúng ta, rằng có một chỗ đứng trong cuộc sống này khi chúng ta nhìn đến những người kém may mắn hơn chúng ta.
thầy đã từng đi vào trong khoa ung bướu của bệnh viện Nhi, thầy tặng quà. Thật sự thầy thấy thương. Không hiểu sao thầy thấy mấy em bé nó bị bệnh như thế, thầy thương quá. Người lớn bệnh thì mình cũng thương, nhưng mà không thương bằng mấy đứa nhỏ. Thấy tội nghiệp quá đi. Gắn đầy dây nhợ, nó khóc cũng không nổi. Đau đớn biết chừng nào. Thầy từng nằm bệnh viện lâu thầy biết. Ngay cả cái trở người của mình đó, mình nằm bên đây mình mỏi quá, mình nghiêng quá, nghiêng cũng không nổi, trở người cũng không nổi. Khát nước cũng không uống nổi một ngụm nước. Tự nhiên thấy mấy đứa nhỏ như thế, thấy thương vô cùng là thương. Buồn buồn cái thầy đi đi sẹt sẹt vô mấy cái chỗ đó tặng quà để cân bằng lại cảm xúc, để quán chiếu lại vô thường, cho chúng ta tìm được một chỗ đứng bằng cách điều chỉnh cảm xúc khi chúng ta quán chiếu đến những người kém may mắn hơn chúng ta. Rồi đi tới trại tâm thần tặng quà, nhìn các anh chị em bệnh nhân đó thật sự rất đáng thương. Cho ổ bánh mì kẹp nách, trời ơi thầy nó mai cho củ khoai lang nấu nó kẹp chết dịch rồi. Họ không phân biệt được. Có người họ phân biệt, có người họ không phân biệt được. Tức là họ chợt tỉnh, chợt mê. Thiệt là đáng thương. Như vậy thì đường nào sẽ dẫn chúng ta đi về cuối đời bình yên? Đây mới là vấn đề mà chúng ta cần phải làm trong hiện tại. Trong khi chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải đối diện. Nghiệp đã tạo rồi thì chúng ta có tránh né cũng không được. Khi Đức Phật còn tại thế, thiếu phụ Khosa Gotami, bà hóa điên khi con trai duy nhất của bà chết. Bà không chịu nổi cái cú sốc đó, bà đau đớn cùng cực, đến nỗi bà hủy hoại thân thể của mình. Và mọi người chỉ bà tìm đến Đức Phật để Đức Phật giúp cho. Vì quá thương con, vì quá đau lòng đối với một đứa con trai duy nhất đã chết này, cho nên bà mới nuôi cái hy vọng tìm đến Đức Phật để xin Đức Phật cứu giúp. Thì Đức Phật không có từ chối cái lời cầu cứu của bà. Đức Phật dạy: này Khisa Gotami, con hãy đi tìm cho ta hạt cải trắng ở ngôi nhà nào chưa từng có người chết, mang về đây, ta hứa sẽ có thể làm thành thuốc để cứu sống con trai của con. Bà ôm hy vọng đó đi từ nhà này sang nhà khác, đi từ làng này sang làng khác. Nhưng đến đâu, chủ nhà cũng đều lắc đầu bảo rằng nhà tôi từng có người chết. Thiếu phụ Khisa Gotami thất vọng trở về, kể hết cái câu chuyện mà suốt ngày bà đi xin hạt cải, đều nhận lấy cái lắc đầu của tất cả mọi người. Sự tuyệt vọng đó, khi nghe Đức Phật nói thế đấy, Khisa Gotami, rằng không có người nào mà không phải chết. Khi nghe câu nói này của Đức Phật, bà đã giác ngộ. Mà sự giác ngộ của bà về cái chết đã trở thành chân lý, thành lẽ thật của cuộc sống. Và theo giáo sử ghi lại,
bà đã chứng được quả A-la-hán ngay lúc đó. Quý vị thấy không? Không phải đợi tới xuất gia mới chứng A-la-hán nha. Ngay cả khi cư sĩ, quý vị quán triệt được, thấu được nghĩa lý của Đức Phật nói, vẫn chứng được quả thánh, tùy theo trình độ của mình. Tức là bà đã thấu rõ được chân lý rằng cái chết là một lẽ thật, cái chết không ai tránh khỏi, và nó là kết quả của sự sống. Đã có nhiều lần thầy nói, và thầy cũng nghe một vài Phật tử nói, vì mình bị bệnh cho nên mình mới chết. Cô ấy bị ung thư cho nên cô ấy chết. Anh ấy bị đột quỵ cho nên anh ấy chết. Cách nói này theo quý vị có đúng không? Cái gì đưa đến cái chết? Cái gì là nhân mà chết là quả? Hả? Sự sống là nhân, cái chết là quả. Bệnh chỉ là một duyên thôi, một duyên tác động vào để nhân đưa đến quả thôi. Hay chúng ta nói theo dân gian, tức là nó cũng là nhân, nhưng là một nhân nhỏ, một nhân phụ thôi. Sự sống là nhân, cái chết là quả. Cho nên là bấy lâu nay mình nói rằng là ung thư là nguyên nhân đưa đến tử vong, cú va chạm mạnh trong tai nạn giao thông đã đưa đến tử vong, vân vân. Thực ra đây chưa phải là nhân, mà sự sống là nhân, cái chết là quả. Nó chỉ là một yếu tố tác động để đưa đến cái quả cuối cùng của sự sống, đó là chết. Vòng sanh tử vẫn xoay chuyển ở trong cuộc sống này, nó không hạn định và không chừa riêng bất kỳ một ngày nào cả, do chúng ta đặt ra. Chúng ta kén, rồi chúng ta kiên, rồi chúng ta cự thôi. Sáng nay thầy có tiếp một gia đình Phật tử đó, lâu rồi thầy mới gặp. Thì thầy hỏi sao lâu quá không thấy tới chùa. Nó xin lỗi, nhà con có tang. Cả hai vợ chồng có tang liên tục, bên nhà chồng rồi bên nhà vợ, cho nên họ không dám đi đâu hết. Họ kiên. Thầy nói đâu có sao đâu, cứ đi bình thường. Nói dạ không đâu sư phụ, mình có tang mình đi tới nhà người ta chửi mình chết à. Người ta nói không biết điều, không biết chuyện, đã có tang rồi còn lết lết đó tới đây cho xui. Thế nó sao ai mà nói chi mà nghe thấy thiếu tình người vậy. Người ta có tang thương, người ta đau khổ quá. Ai muốn chết đâu? Ai muốn cha mẹ mình chết không? Cha mẹ mình già, cha mẹ mình bệnh chết. Rồi họ nói mình, cha mẹ mình chết xui, rồi tới chừng cha mẹ họ chết rồi sao? Phải không quý vị? Thầy thấy cái cách mà kiên cử này nó không có tình người. Người ta đang đau khổ, người ta đang buồn rầu vì chia cách người thân, lẽ ra mình phải an ủi, phải động viên dỗ về kiểu gì. Đằng này mình còn sáng cho một câu, có tang mà đi lu bu, đi lang thang tùm lum muốn được. Nói kiểu này là tội nghiệp lắm. Cho nên sẽ là khổ sở hơn khi chúng ta chưa chuẩn bị tâm lý cho mình để đối diện với lại sự đổi thay của cuộc đời. Và thật sự
chúng ta sẽ khó nguôi ngoai được khi cái chết đến với người thân chúng ta. Trong khi đó, chính chúng ta cũng bắt đầu tiếp xúc với cái chết. Sáng nay có một chú tới thắp nhang cho vợ thờ ở chùa Vạn Thiện đó. Vợ chú mất trong Covid năm 2021. Đến bây giờ đã trải qua 3 năm rồi, chú vẫn chưa ngu ngoai, ngoài 70 tuổi rồi. Thương vợ kinh hồn, thương tới mức mà ông không ngủ được, không ăn được, lớn tuổi rồi. Ông đã nhớ quá. Lúc nào ông cũng gọi hết. Ông ăn cái gì cũng gọi, coi phim cũng gọi, ngồi không không cũng gọi, bà ở đâu về đây. Thầy mới nói trời ơi, ông cho bà đi đi. Ông réo hoài, ông cột hoài, sao bà đi được. Mai mốt cũng gọi, mà gọi như thế này, bà ơi, bà ở đâu, niệm Phật với tôi nè. Như thế thì được. Gọi bà kêu bà niệm Phật để bà ý thức được vô thường, để bà siêu thoát chứ. Tới bây giờ ông ăn cơm cũng kêu, đi ngủ cũng rủ. Chết không? Ông quay qua ông nhìn thầy, ông nói không quên được. Mà một người già như thế nói với thầy không quên vợ đã chết 3 năm mà nước mắt rưng rưng, tự nhiên thấy cuộc sống này không khéo chúng ta cũng sẽ đau đớn khổ sở giống như chú ấy. Có lần thầy cũng nói với lại các đệ tử là sư phụ còn khỏe, hãy ai hỏi tới thì nói sư phụ còn khỏe, sư phụ còn trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là đang trẻ ra không chết, đang khỏe ra không chết, phải không quý vị? Mình có thể mình trấn an ai đó, và cũng có thể trấn an bản thân mình, nhưng đừng bao giờ chúng ta bỏ quên cái chết nó đang tiến gần đến chúng ta, mà chúng ta cứ nuôi những hành động, những suy nghĩ và những lời nói tạo thêm nhiều ác nghiệp. Để chúng ta có thể định hướng được cho con đường của chúng ta về nơi cuối cùng, nhiều người đang khỏe rồi cũng ngã ra chết, nhiều người chưa già rồi cũng ngã ra chết. Tuổi tác và bệnh tật không có liên quan gì tới cái chết hết. Thầy mong rằng tất cả quý vị hãy ý thức điều này. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta quán niệm về chân lý vô thường, không phải để chúng ta sợ cái chết, để cho chúng ta hiểu được cái chết là một lẽ thật. Cũng giống như là khi Sagotami, thiếu phụ đau khổ khi đứa con trai duy nhất của mình chết, nhận ra được lẽ thật này thì chúng ta có thể cảm nhận được những sự đột biến trong cuộc sống của chúng ta đến một cách tự nhiên, nó không là cú sốc. Chúng ta rất vất vả để chúng ta có được cuộc sống, chúng ta rất khó khăn để chúng ta có được những thứ mà chúng ta đã có, như là tài sản, như là tình yêu, như là hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, vân vân. Cho nên tâm lý chung chúng ta nắm giữ, nhưng ai giữ được, rồi cũng sẽ mất, cũng sẽ bỏ. Cho nên chúng ta quán chiếu về sự thật của cái chết, để chúng ta thoát ra được cái sự trói buộc
bởi chính chúng ta về những thứ chúng ta đang có. Rằng nó là mồ hôi, nó là nước mắt, nó là sự hy sinh của cả tuổi thanh xuân, vân vân. Những thứ này nó buộc ràng chúng ta rất là chặt về sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta không thay đổi được quan điểm của mình do sự tham chấp vào những thứ chúng ta có. Đây là một sự thật đang tồn tại trong chúng ta. Không biết quý vị tu tốt hơn không? Chứ thầy thì thấy thầy tu chưa tốt lắm. Thầy vẫn còn vướng vào những quan điểm tham chấp từ những thứ mà chúng ta tạo dựng, chúng ta có được. Và chúng ta dư biết rằng hễ bám víu nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Hễ chúng ta vượt qua được những quan điểm này, chúng ta thoát hẳn nó thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Biết như thế nhưng mà bỏ chưa được. Chén nước tương là phải dầm thêm trái ớt. Không có trái ớt là la làng la sớm rồi. Ăn tô bún phải dắt miếng chanh cho nó ngon. Vậy đó, không có miếng chanh là thấy buồn rồi. Như vậy thì làm sao chúng ta có đủ bình tâm để thưởng thức từng khoảnh khắc vô thường đi qua cuộc đời của chúng ta. Anh à, đêm nay mình em khóc, đứng bên đường nghe mộng rã trên tay. Đây là hai câu thơ rất là hay của một sư đệ đã gửi cho thầy. Người sư đệ này có nhiều ước mơ cao đẹp lắm, tài hoa, học giỏi. Nhưng rồi một ngày kia thất vọng, cuộc đời này là như thế. Chúng ta học vô thường, nhưng mà chúng ta không thể nào hiểu rằng cuộc sống này mỗi một ngày trôi qua trong vô thường là một ân huệ lớn cho chúng ta. Chúng ta cứ trách, chúng ta cứ trách sao khổ hoài vậy nè, sao khổ dữ vậy nè. Khi chúng ta tuyệt vọng chúng ta hay trách. Chúng ta có trách trời trách đất thì cuộc sống của chúng ta vẫn cứ phải tiếp diễn. Chúng ta vẫn phải đối diện với nó. Cho nên thông thường thì đạo Phật dạy cho chúng ta sự bình tâm. Chứ còn chúng ta nghĩ chết là hết, nó sẽ sanh ra những thái cực trong cuộc sống. Một thái cực thứ nhất đó là chúng ta sẽ sống mà không nghĩ tới ngày mai, không nghĩ tới tương lai, sống buông thả. Hoặc giả là chúng ta làm những điều gì thì chúng ta cứ làm theo ý thích của mình chứ không nghĩ đến hậu quả. Chết là hết, cần gì phải suy nghĩ. Quậy cho tưng bánh, phá cho lũng nhà, vân vân. Đó là thái cực thứ nhất. Chết là hết. Đây là một trong những thái cực mà từ thời Đức Phật đã có những con người cực đoan. Cái thứ hai, tức là họ nghĩ thôi chết rồi, xong rồi còn gì nữa. Cho nên họ cần phải giữ. Họ cần phải giữ những thứ mà họ đang có. Thì họ lại tăng thêm cái sự tham chấp vào bám víu. Và trong đó cái sợ chết là cái lớn nhất, khiến cho họ căng thẳng hơn, họ hoang mang hơn, họ sợ hãi nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một người bệnh,
chúng ta bắt đầu lo cho đời sống tâm linh của mình, rằng mình sẽ bệnh. Chúng ta thấy một người chết, chúng ta sẽ bắt đầu chăm lo đời sống tâm linh của mình với một câu nói mà chúng ta cần phải suy nghĩ: chúng ta cũng sẽ chết. Nếu không như thế thì chúng ta không thể nào thiền quán được vô thường. Chúng ta nhìn lại một tấm ảnh đi, mình chụp với những bạn bè của mình 10 năm trước. Nơi đó quý vị đã nhận ra được vô thường không? Nhận ra được vô thường nhiều lắm, chính bản thân mình và bạn bè của mình. Mình ngày đó sao, bây giờ mình thế này. Bạn bè mình đứa này ngày xưa nó không ra gì, bây giờ nó thành đạt ra làm sao. Và cũng bức ảnh đó, 10 năm sau nữa, 10 năm sau nữa, chúng ta nhìn xem lại còn những ai. Và trong cái bức ảnh cuộc đời của mình, chúng ta lại dễ dàng quán chiếu về cái chết và vô thường chi phối cuộc sống của chúng ta. Hôm qua còn trông thấy nhau, bạn bè vui như thế, hôm nay đã biệt ly rồi. Cho nên nhìn lại những tấm ảnh mà mình chụp với bạn bè, với người thân nhiều năm trước, chúng ta sẽ thấy ra được vô thường nó chi phối cuộc sống của chúng ta. Giàu nghèo chúng ta cũng thấy rõ trên bức tranh đó. Sự biến động về giàu nghèo là vô thường. Vui buồn chúng ta cũng thấy rõ trên từng gương mặt của bạn bè mình trong bức ảnh đó. Trải qua chừng đó thời gian, đứa nào vui, đứa nào buồn, đứa nào hạnh phúc, đứa nào khổ đau, chúng ta đều thấy rõ. Thế thì tại sao chúng ta không nhận ra được sự biến động ngay trên cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta trong từng ngày, mà phải đợi tới 10 năm, 20 năm nhìn lại một bức ảnh chúng ta mới có suy nghĩ là chậm mất? Kể từ hôm nay, chúng ta đặt ra một câu hỏi: ngày mai ai sẽ phải ra đi, ai còn ở lại? Chính ngày hôm nay chúng ta phải đặt ra những câu hỏi đó để tự mình bình tâm quán xét về vô thường chi phối cuộc sống của chúng ta. Sự quán niệm này nó khơi dậy cho chúng ta về ý thức của sự biến động trong cuộc sống của chúng ta, rất có giá trị, giúp cho chúng ta dễ dàng kiểm soát được cảm xúc. Khi chúng ta nóng giận, khi chúng ta tham lam, khi chúng ta trách hờn, nếu không có những năng lượng thiền quán này thì xin thưa với lại quý vị, khi giận là chúng ta giận thả ga, khi trách thì chúng ta trách nát nước luôn, khi dỗi hờn thì chúng ta dỗi hờn cái kiểu mà trời gầm không nhả đó, kiểu mà con cua trong ngao sỏ khớn đó. Cua mà kẹp là trời gầm không nhả, quý vị nhớ không? Chúng ta không quán chiếu vô thường là mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, và cứ thế là mình cứ trôi đi trong những cái cơn tham sân của mình. Rồi bất chợt vô thường đến, chúng ta làm gì có đủ chánh niệm, chúng ta làm gì có đủ tĩnh tâm, tư lương chúng ta không có. Đối với lại cuộc sống của người thế tục, quý vị vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền, mỗi ngày vẫn phải đối diện với lại những thứ nghiệt ngã của cuộc sống. Người ta vẫn phải chà đạp lên nhau để mà đi, người ta giành giật với nhau để mà sống, thậm chí người ta tranh đoạt với nhau. Thế thì mình quán chiếu vô thường mình làm gì? Kệ, ai làm gì làm, tôi không quan tâm. Quý vị có từng nói mấy câu này chưa?
thầy có nói đó, thầy không biết quý vị tu tới đâu cho thầy có nói, nhưng mà nói với cái vẻ là dỗi hờn, trách móc khi mình bất lực, khi mình đấu không lại, khi mình dưới cơ. Mình nói như thế thôi, chứ không phải mình nói cái kiểu kệ của thiền sư là trời nắng cũng kệ, trời mưa cũng kệ, miễn tâm mình nó ổn định thôi. Mà nó phải nói với cái tư thái của một người thấy đạo, mà chúng ta nói bằng sự tham chấp, sự sân hận, kệ ai làm gì làm, tôi không tham gia, tôi không quan tâm. Nhưng mà người ta ép mình là mình tức chứ, mình bực chứ. Cuộc sống là như thế. Điều quan trọng hơn đó là chúng ta phải thấy được cuộc sống mình mỗi ngày một ngắn đi. Đó là sự thật. Nó ngắn đi, ngắn nhất có thể. Và chúng ta không thể tính được nó ngắn đến mức nào, đến chừng nào. Vậy thì tại sao chúng ta không toan tính cho đời sống tâm linh của mình nó ổn hơn trước sự biến động này? Phải tính bây giờ, ngày mai này cũng chưa chắc gì đã kịp. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Mình cứ hẹn là không được rồi, hẹn lần hẹn lửa là không được. Đi đến cuối đời với một tư thái ung dung thì chúng ta sẽ chủ động cho tiến trình tái sinh tốt hơn là bất thình lình ập đến và ép buộc chúng ta phải kết thúc cuộc sống này, chấp nhận vô thường như một nỗi oan nghiệt, thì chúng ta không đủ chánh niệm để làm chủ cho tiến trình tái sinh của chúng ta tốt hơn. Mong rằng tất cả các vị Phật tử trong lúc làm việc để kiếm sống, để duy trì cuộc sống giữa các mối quan hệ và tương tác với nhau, cũng dành nhiều thời gian quán niệm về vô thường, điều chỉnh cảm xúc của mình. Như thế chúng ta mới có thể định hướng cho đường đi đến cuối đời của chúng ta được an lành. Không nhất thiết chúng ta phải bách niên giai lão giống như những lời cầu chúc của Phật tử hay là của mọi người dành cho chúng ta đầu năm, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời chúng ta cảm nhận được sự an lạc. Chúng ta cũng không có sợ cái chết nó ập đến với chúng ta, chỉ sợ là chúng ta không kiểm soát được cơn tham, cơn sân, để chúng ta như là những hạt bụi bay theo quán tính sau cơn lốc. Nếu làm được như thế thì bây giờ, ngày mai hay là một ngày nào xa xôi, chúng ta vẫn có một hành trình bình an để đi đến cuối đời. Xin chúc quý vị luôn được an lành. Thầy xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử ở Thủ Đức nói chung và của Tổ đình Phước Tường nói riêng. Xin được kính chúc tất cả quý Phật tử có một buổi tối an lành. Trước hết thì chúng con xin được cảm niệm công đức của Hòa Thượng trụ trì Tổ đình Phước Tường đã tạo một nhân duyên cho chúng con được gặp Phật tử tối hôm nay sau nhiều năm xa cách. Chúng con có đến đây hai lần. Một lần là con nhớ là chắc là năm 2009 lẻ 10 gì đó, rồi năm 2012 một lần, đến bây giờ mới gặp lại. Xin kính nguyện Đức Phật gia hộ cho Hòa Thượng có nhiều sức khỏe để làm bến đỗ bình an cho chư Tăng và bà con Phật tử xa gần trên con đường tu học. Kính thưa quý Phật tử, thật ra chúng ta đi đến chùa, tất cả chúng ta đều có tấm lòng thành đối với Tam Bảo hết. Chỉ trừ một vài người nào đó, người ta
đến chùa với mục đích khác. Nhưng đa phần ai đến chùa cũng có lòng thành đối với Tam Bảo. Khi chúng ta đem lòng thành với Tam Bảo thì chúng ta sẽ tìm được cái sự bình an đích thực của mình khi đến với Tam Bảo. Đó là điều chắc chắn. Còn chúng ta đến mà không bằng tấm lòng thành thì thật ra đi được một vài lần thôi, chúng ta sẽ không kết nối được. Thí dụ đi vô đây mà thấy một cô Phật tử nào mà có vẻ hơi dữ dằn là tự nhiên ta dội. Người ta đi tấm lòng thành thì một cô Phật tử mà chưa được nhẹ nhàng thì đó là chuyện bình thường. Vì lòng thành của chúng ta không có để ý tới những chuyện đó. Dù chúng ta có thấy, chúng ta có nghe, nhưng nó không là vấn đề chướng ngại cho mình. Cho nên sức mạnh của tâm thành là một loại sức mạnh rất là lớn, giúp cho chúng ta có được những năng lực rất là đặc biệt. Quý vị chỉ so sánh thôi, ở chùa tại sao chúng ta có thể tham gia sám hối, lại ngũ bách danh với các thầy, với đạo tràng 500 lại đâu phải ít không? Ở nhà lại thì chục lại, 20 lại là thấy muốn cắm cổ, cắm đầu rồi, muốn chóng mặt rồi, phải không quý vị? Nhưng mà ở đây là mình lại 108 lại là chuyện nhỏ, 500 lại là nó cũng mệt, chứ nó không mệt thì nó không đúng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có thể vượt qua được? Đó là sức mạnh của lòng thành và sức mạnh của đại chúng tu tập. Nếu như chúng ta biết sử dụng sức mạnh này thì chúng ta sẽ tìm được rất nhiều lợi ích khi chúng ta đến chùa tu tập, và chúng ta ứng dụng điều đó ở tại gia đình của mình. Hôm nay thầy xin phép được chia sẻ với lại quý vị một chủ đề nhỏ, đó là lòng thành đến chùa. Kính thưa tất cả quý Phật tử, tại vì thầy trụ trì cũng được vài năm, ở chùa mình cũng có đạo tràng, cho nên thầy cũng có cơ hội được tiếp xúc với lại các Phật tử đến chùa. Thầy thấy có người đi chùa mấy chục năm họ vẫn bình thường, có người đi mới có mấy lần thôi là bắt đầu có chuyện này. Có chuyện là chuyện gì? Đem chuyện khác đến tới chùa mình nói, rồi xong đem chuyện chùa mình tới chùa khác nói. Ở đây có vậy không? Không biết có hay không, nhưng mà chùa thầy là có. Rồi nhóm Phật tử này liếc nhóm Phật tử kia, con bà kia hung dữ, con bà kia đạo đức giả, trời ơi, thầy nghe riết thì nhức đầu quá. Thầy nói con ơi, lên tới chùa chỉ cần thấy Phật chứ thấy ông thầy là đủ rồi, đừng thấy bà nào hết là nó khỏe nhất. Quý vị đồng ý không? À, bà đó mà tu hành cái gì mà thấy sư phụ tin nó quá đi. Thầy mới nói con ơi, đạo tràng tu tập với nhau, mình nói xấu người khác thì mình có đẹp hơn không? Mình chì chiết người khác thì mình có vinh quang hơn không? Mình chê người ta tu không ra gì, đạo đức giả, vậy rồi mình khi mà mình đem nói những cái điều đó với nhau đó thì mình có đạo đức xịn không? Chắc chắn là không rồi, phải không? Cho nên là thầy nghĩ, thầy nói ngày đầu chúng ta đến chùa bằng một cái tâm thành như thế nào, chúng ta cố gắng giữ cái tâm thành đó. Trong trường hợp mà chúng ta gặp những điều được gọi là chướng duyên, tức là thấy những người mình không muốn thấy, nghe những điều không muốn nghe, khiến cho lòng của chúng ta bất an, thì chúng ta phải suy nghĩ hai đường. Thứ nhất, đó là nỗ lực tu tập để chúng ta vượt qua cái thấy và vượt qua được cái nghe. Tại sao thầy lại nói với lại quý vị là phải cố gắng vượt qua cái thấy cái nghe? Tại vì cái thấy cái nghe nó có thể làm cho chúng ta tăng trưởng một số kiến thức, nhưng nếu như chúng ta vướng kẹt ở đó thì cực kỳ nguy hiểm, vì nó làm cản trở sự tu tập của chúng ta, làm cho chúng ta không tĩnh tâm, làm tâm của chúng ta dao động. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai,
là chúng ta cảm thấy nó chướng ngại quá thì mình tập như nước chảy, bị đá nó cản thì nước nó phải chảy dòng. Chùa này đi không được mình đi chùa khác, đạo tràng này mình tu tập chưa an lạc thì chúng ta tìm đạo tràng khác tu tập an lạc. Trở lại vấn đề thứ nhất, tại sao mà chúng ta phải bước qua được cái thấy cái biết của mình? Bây giờ quý vị thấy cái bình bông trước mặt thầy không? Cái bông này là bông gì? Bông ly hả? Giờ thầy không nói ly thì nó bông này là bông ca được không? Cái ly nó nhỏ lắm, cái ca cái xô cho nó lớn. Thầy nói bông này bông vạn thọ được không? Mắc gì được. Nếu như ai chưa biết cái bông này là bông ly, ai chưa biết cái bông vạn thọ, thì khi thầy nói bông này bông vạn thọ thì ta sẽ gật đầu. Nhưng những ai đã biết khái niệm về bông ly, hình dáng của bông ly, biết khái niệm về bông vạn thọ, hình dáng bông vạn thọ, người ta sẽ không chấp nhận thầy cho rằng bông vạn thọ. Nhưng bây giờ thử đặt thầy trò mình mới gặp cái bông này đầu tiên nhất, thầy kêu nó vạn thọ thì nó thành vạn thọ, phải không? Là cái tên mình đặt cho nó thôi, để nó phân biệt với lại cái bông bông mười giờ, để phân biệt với lại bông huệ. Chứ bản thân nó cũng chưa hề biết nó là tên gì. Cái đó đạo Phật gọi là giả danh, tức là tạm mượn một cái tên chúng ta đặt cho cái này để phân biệt với cái khác. Nhưng mà chúng ta bị kẹt vô cái tên đó, chúng ta không thoát ra được. Hai thầy trò cãi với nhau, đã nói bông ly mà sao tự nhiên là sư phụ nói bông vạn thọ. Rồi ông thầy thì nghe nổi gân cổ lên cãi bông vạn thọ. Điều đó có nghĩa rằng thầy trò mình đang vướng kẹt vào những cái tên giả, cái tên giả đặt cho nó. Chúng ta cũng bị vướng. Nghe ai mà xúm lên lại mà nói có tên mình là mình lóng nghe liền, phải không? Mà nói trời ơi, cái chị đó chỉ tốt nhất ở chùa Phước Tường nha, chỉ đạo đức lắm nha, là mình thấy ồ mấy cái đứa này nó có đạo đức quá ha, dễ thương. Mà nghe nó trời ơi, cái bà đó nghe nó bảo là gấu ở trong này á, là mà tới mình cũng giờ mặt, có đứa nào dám đụng chạm tới chị đại ta đây. Ra khỏi cổng chùa tao xử mày không đẹp, không ăn tiền. Chúng ta không bước qua được cái tên của mình. Cái tên của mình lại phân biệt với người khác thôi, chứ cái tên đó không phải là mình. Cái này khó đó, chúng ta phải tập á. Mình thường cãi với nhau là vì cái chuyện này. Mình cãi nhau là vì cái quen, cái biết của mình và cái sở thích của mình. Giống như hai vợ chồng nghe gây lộn nhau vì trái sầu riêng đó. Ông chồng thích ăn sầu riêng, bà vợ không thích ăn. Mỗi lần ông chồng ăn là bà vợ bà tỏ thái độ khó chịu. Rồi ông chồng ông khó chịu, ông nói trời ta đang ăn sầu riêng thơm gì, bà nói thúa như cứ cà sát. Gây lộn nhau y sao? Trái sầu riêng nó có biết nó thơm hay nó thúi không? Ai ăn được thì nó thơm, ai ăn không được thì nó không thơm thôi, chứ nó chỉ thúi mà còn so sánh với cái kia nó nghe nó ớn quá. Rồi gây lộn nhau. Tất cả đều do đâu? Do cái thấy, cái biết và sở thích của mình. Để kể quý vị nghe một câu chuyện. Hai vợ chồng Phật tử đó ra chùa sám hối. Cái chị vợ sám là đệ tử của Thượng Tọa Phước Tiến. Chỉ thần tưởng Thượng Tọa Phước Tiến lắm. Còn ông chồng là đệ tử của thầy, thần tượng thầy. Hai vợ chồng dành với nhau để coi thuyết giảng. Mà có một cái tivi là làm sao? Cuối cùng hai chồng cái lỗ nhau đập cái tivi, khỏi coi. Xong rồi á, thấy có lỗi, rồi kéo nhau đi tới sám hối thầy Phước Tiến. Ông chồng đi sám hối thầy Phước Tiến, rồi bà vợ với ông chồng kéo nhau ra chùa, bà vợ đi sám hối thầy. Thầy hỏi rồi mua tivi chưa? Nó mua rồi. Thầy nói sao không mua sớm, đứa coi cái khỏi đập, khỏi gây. Mấy đứa con là Phật tử, mình phải biết dung hòa, và mình phải biết tạo cái điều kiện tu tập với nhau. Thí dụ như hôm nay đó, coi Thượng Tọa Phước Tiến giảng, thì ngày mai coi thầy Thiện Tuệ giảng, thống nhất với nhau vậy nó hòa đồng.
có phải bình an không? Chạy tu kiểu gì mà hai vợ chồng gây lộn kiểu đó, sao ra đạo tràng được? Cái đó là chiến trường, là pháp trường luôn. Do đâu? Do vợ và chồng không bước qua được quan điểm cá nhân của mình, không bước qua được cái thấy, cái biết, cái thích của mình, chấp vào ở trong đó. Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm: tri kiến lập tri, tức vô minh bộ. Tri kiến vô kiến, tức thì niết bàn. Hễ mà mình thấy mình đang biết, mình vướng kẹt vào cái thấy biết của mình, đó là gốc của vô minh. Nếu như mình thấy biết nhưng mà mình không bị cái thấy biết đó chi phối, đó là niết bàn. Quý vị thấy trong nhà mình có phải lục đục với nhau là đa phần là do mình bảo thủ quan điểm cá nhân đúng không? Do cái thấy cái biết của mình. Mà ai mà hợp ý ai? Xin lỗi, chính mình có khi mình còn chưa hài lòng bản thân mình nữa. Thí dụ già rồi thì tóc nó bạc, phải không? Bây giờ không chịu tóc bạc, muốn nó chuyển qua màu khác. Nói khơi khơi giờ không biết có trúng ai đây không? Già thì chịu già đi, không chịu đó. Cá nhân thầy cũng vậy thôi, quý vị biết không? Có mấy Phật tử lâu rồi không gặp, 5-7 năm mới gặp. Trời ơi, sao bữa nay thầy già khù cú đế vậy? Thầy nói: con ơi, nói chi những câu nói đau lòng vậy? Già được rồi còn thêm cái chữ già khù cú đế, tự nhiên thầy cảm thấy thầy già ghê gớm lắm. Đâu có già gì lắm đâu, phải không? Thầy phải nói chống chế: hoa nào mà chẳng tàn, trừ hoa ni lông. Thì phải già thôi chứ làm sao. Xong rồi thầy cũng vô, thầy đi coi gương, thầy cũng coi coi tóc bạc nhiêu. Nói như thế để quý vị thấy được rằng cuộc sống này có nhiều thứ nó diễn ra xung quanh chúng ta, sự cảm nhận của chúng ta về nó để tìm được những giây phút bình an không phải đơn giản. Do những quan điểm của mình mà ra, mình cố chấp, cho nên mình không vượt qua được thì đó là phiền não. Mình đi tới chùa mình tu tập, mình tu tập với ai quý vị? Trước tiên mình tu tập với ai? Tu tập với mình à? Nếu tu tập với mình thì mình ở nhà mình tu tập, mắc kìm đi tới chùa, phải không? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mình tu tập với đạo tràng, tu tập với thầy mình, phải không? Đó. Thật ra đạo tràng và thầy mình chỉ là những phương tiện trợ duyên cho chúng ta tu tập thôi. Chúng ta tới gặp ông thầy, mình thưa thầy, con vẫn còn một chút phiền não về vấn đề ABC gì đó, xin thầy chỉ dạy. Thì ông thầy ông sẽ khách quan chỉ dạy cho mình tu tập. Rồi mình nhìn trong đạo tràng vẫn có nhiều người khổ hơn mình, nghiệt ngã hơn mình, mà người ta vẫn cố gắng, người ta tu tập để có thêm động lực. Và sự tu tập của chúng ta ở đạo tràng giống như là một cách để gọi là bắt trớn để về nhà để mình tu tập. Tại vì thầy thấy có nhiều người tới chùa tu tập khá tốt, nhưng mà về nhà là đổi pháp môn tu khác. Ở chùa thì có thể là từ bi giống Bồ Tát, nhưng mà về nhà thì dễ thành la sát ghê lắm, la ấm sùm. Thầy có biết đó, có mấy đứa con đó ghi âm lại mẹ nó. Thầy thấy là tới chùa là khá tốt, dễ thương, hiền lành, từ ái lắm, mà ở nhà là la chí chóe từ sáng tới chiều, la ghê lắm. Mà ai mà chàng ra trước mặt là văn miễn á, chứ không phải giỡn đâu. Thầy hỏi lúc này tu làm sao rồi con? Trời ơi, khó tu lắm sư phụ, ở nhà khó tu lắm, ở chùa tu được chứ ở nhà khó tu lắm. Tụng kinh cũng không yên, ăn chay cũng không được thanh tịnh, nó mà muốn đi chùa cũng khó khăn. Thầy nói vậy sao con không vô chùa? Chưa được sư phụ, tại vì con vẫn còn thích hồng xoàn, con vẫn còn thèm một vài món ăn ở bên ngoài cổng chùa. Rồi bà đi tu bác quan trai quý vị nha, mà vừa qua 24 giờ là thôi là bà đi ăn xả láng luôn. Thầy nói làm gì ghê vậy, con ăn cũng ăn từ từ chứ làm gì ghê vậy. Xong bà còn kể nữa, bà nói sư phụ nhầm ngày tu bác quan trai mà chúng
chủ nhật đó là đám cưới, đám cưới đứa con của bạn thân, thân lắm không thể không đi được. Con đi con không biết làm sao, con chỉ ăn nước thôi chứ con ăn cái. Trời ơi, bà trắng án luôn. Tức là bà ăn nước là bà không có tội gì hết, không có lỗi gì hết. Ngày tôi bắt quan trai ăn chay phát nguyện mà. Tháng tôi bắt quan trai hai lần, trúng nhầm ngày chủ nhật đó, đi đám cưới. Bà nói con nhớ chứ, con nhớ tôi bắt quan trai cho nên con không dám ăn cái chanh nước ăn không à. Nghe cũng thấy thương. Nhưng quý vị thấy tất cả những mâu thuẫn do chúng ta không vượt qua được quan điểm cá nhân của mình. Ở nhà mình có mấy người thôi, cũng có chuyện lục đục, hú chi đạo tràng mấy trăm người, quý vị nghĩ như thế nào? Mỗi người đem tới một truyền thống gia đình của mình, mỗi người đem tới một cái quan điểm sống ảnh hưởng bởi cái nếp truyền thống gia đình, ngành nghề của chúng ta đang hoạt động và tư duy của cá nhân. Cho nên đạo tràng nó là tổng hợp. Nhưng mà thầy nghĩ người ta biết chắp tay, người ta niệm Phật, người ta ăn chay là thấy cũng tốt rồi. Từ từ mình mới đi đạo tràng, mình thành tâm, mình đi chùa thành tâm lắm. Nhưng mà gặp một cái cảnh nào đó không có hài lòng mình là đa phần chúng ta bye bye. Có phải không quý vị? Thầy cũng vậy thôi. Thầy khuyên quý vị bước qua quan điểm cá nhân, chứ thầy là chùm cố chấp. Tấn Phong thượng tọa lâu rồi mà có người quên không biết, giới thiệu đại đức kỳ cục, tính tước giáo phẩm của giáo hội. Tấn Phong à, lần sau không đi đó. Rồi còn giới thiệu các chức vụ, mà giới thiệu sót một chức vụ đó, làm thấy mấy người này họ không quan tâm lắm. Kể đùa cho quý vị nghe như thế thôi, để thấy được rằng cuộc sống này có nhiều thứ khiến cho tâm của chúng ta nó phiền muộn. Mà bây giờ kêu mình phải nhịn hoài, làm sao mình nhịn được? Thí dụ có ông chồng ở giờ, mình dọn dẹp mấy chục năm mệt rồi, dọn quái mà nói không được. Có lúc mình cũng phải lên tiếng thì ông chồng ông nói là mình càm ràm, mình cằn nhằn, ai bắt bà làm? Rồi bà vợ thì nói tôi không làm rồi ai làm? Cứ cãi qua cãi lại hoài. Mà thầy thấy cái trường hợp này là khá nhiều. Thầy có hỏi cô đó, thầy hỏi hồi trước gặp ảnh rồi ảnh có dơ gì không? Nó không đâu sư phụ, hồi trước là bảnh toản lắm, sạch sẽ, nói năng đàng hoàng. Còn bây giờ đó là nhiều chuyện ớn luôn, đàn ông mà rất nhiều chuyện, ở dơ rồi hay nói xàm, nói tào lao. Thầy nói thì con thương thì con phải chịu thôi, chứ đâu có gì đâu à. Phải chấp nhận để thay đổi. Bà nó còn ớn nữa, ngủ xuống ra là ngáy giống như là nghe cái nhà máy cưa cây, không ai ngủ được. Thầy nói sao hồi trước gặp nhau cái gì cũng đẹp cũng dễ thương, mà bây giờ gặp nhau cái gì cũng xấu hết vậy? Quý vị biết tại sao? Tại tình thương yêu nó giảm rồi, nó không giống như ngày trước nữa. Tình thương yêu ngày trước nó nhiều, cho nên là thương người thương cả lối đi là vậy đó. Còn bây giờ là tình thương nó giảm rồi, một lỗi nhỏ chúng ta cũng khó chịu, một cái tật nhỏ chúng ta cũng chướng con mắt. Nó là sự thật. Đây là lý do vì sao mà các ông bà mà lớn tuổi chút là ông ở tầng trên bà ở tầng dưới. Ở quê là dễ thấy lắm, người ở nhà trước người ở nhà sau. Thầy không hiểu sao hồi trẻ gặp nhau, không gặp nhau là không được, còn bây giờ thì gặp nhau muốn kêu công an bắt làm sao kỳ cục vậy? Phải không mấy bà? Rồi chúng ta luôn có cái xu hướng là tranh đúng tranh sai. Chúng ta luôn có cái xu hướng là tranh đúng với tranh sai. Và mình cũng giành phần đúng. Như vậy người kia sai à, người kia cũng đúng. Bây giờ thầy đố quý vị 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2 à. Nếu là toán học thì số 1 cộng với số 1 bằng 2.
Nhưng một con bò cái cộng một con bò đực thì không bằng hai rồi, phải không? Một phần cổ đông này cộng một phần cổ đông khác thì đâu có ra hai nữa, nó sẽ ra cái khác rồi. Chúng ta cứ cố chấp một cộng một bằng hai là sẽ có vấn đề. Cho nên khi đến chùa học Phật, chúng ta sẽ gặp một số người chúng ta không hợp tánh, chúng ta thấy một số điều chúng ta không hợp nhãn, và thậm chí chúng ta thấy cái ông thầy của mình có khi cũng chướng con mắt nữa, phải không quý vị? Vô dòm ngó tiếp nữa, dòm ngó ông thầy. Cho nên xung quanh chúng ta cái gì nó cũng chướng hết, và chính cái đó nó làm cản trở sự tu tập của chúng ta. Tại sao nó cản trở? Vì chúng ta đang thiết lập một cái tôi, thiết lập một bản ngã trên đó. Mà thiết lập một cái tôi thì chúng ta chắc chắn là không thể nào bình yên được. Để thầy kể quý vị nghe cái câu chuyện này. Thầy quen với là anh chị đó, anh chị đó lớn tuổi bằng thầy thôi. Anh có hai đứa con trai học sư phạm làm thầy giáo. Hai đứa này rất nghiêm túc, cao ráo, trắng trẻo, sạch sẽ, đẹp đẽ. Cái lúc mà chuẩn bị cưới vợ đó, thì anh chị này tới nói với thầy là thầy nói giùm với nó đó là thôi đừng có cưới nhỏ đó, con thấy nhỏ này ở dơ lắm nha thầy. Đúng là mấy bà mẹ chồng là có khác nha. Hỏi sao ở dơ, bà nói con thấy nó tới nhà con chơi đó mà con nhìn cái bộ giò đó con ớn quá, chắc cả tuần nó không có chà. Tại nó sao bà không dòm cái mặt mà đi dòm cái chân ta. Nó nói trời ơi thì phải nhìn chứ. Xong á, cái đứa con đó nó tới sư phụ nói giúp giùm ba mẹ con để con cưới người nhỏ này, tại con thương. Thầy thấy thầy hơi khó xử, tại vì một bên là cha mẹ, một bên là đứa con, mà gia đình này cũng rất là hiền lành đàng hoàng. Thầy cũng không biết bên ai. Thầy nói thôi bữa nào dẫn tới chùa thầy coi thử coi. Thầy cũng hơi nhiều chuyện chút quý vị, nhiều chuyện ít thôi chứ không nhiều lắm đâu. Thầy kêu dẫn tới con. Trời ơi, bữa đó đi tới chùa, thầy không có tưởng tượng được cái cô này cũng đi tới chùa. Trời ơi, có mặc đồ, mặc cái áo nó lửng lửng, nó lòi cái rúng ra luôn, rồi cái quần nó cũng lửng lửng vậy đó. Thầy nói mày khùng hả, mày dẫn nó đi chùa mà ăn mặc gì kỳ vậy con? Gia đình mày Phật tử thuần thành mà, ít nhất mày cũng phải nói với nó mặc đồ sao chứ. Thôi kệ đi, tự nhiên đi sư phụ, để sư phụ đánh giá. Cái thầy nói dưới trung bình nghe con, 4.5. Rồi tới chào thầy nữa, nó không có nói A Di Đà Phật không gì hết, mà gia đình nó cũng đạo Phật. Nó tới cái gặp cái giơ tay em chào thầy. Cái đứa con trai thì nó chắp tay là con chào sư phụ, nó giơ tay em chào thầy. Thầy nghe kêu xưng em, thầy nổi da gà rồi, là thầy thấy mất điểm rồi. Thầy cũng bình thường, nó nói được rồi, mời mấy đứa con ngồi. Thầy đã cố tình là nó mời mấy đứa con ngồi, vậy mà nó nói chuyện với thầy nó cũng xưng em. Thầy nói thôi xưng em cũng được, chứ phải nó xưng tao xưng tôi vậy chắc nghe còn ghê nữa. Thôi mà chấp nhận vậy đi. Nhưng mà nói chuyện vô duyên, quá là vô duyên. Thầy cũng không dám góp ý. Thầy nói con ơi, cái này không phải nữ sinh đâu, coi chừng trao duyên nhầm nữ tặc. Rồi thầy thấy ở trên tay đó là có nhiều cái hình xăm của cái cô đó. Thì thầy nghĩ cái này bình thường, giống mấy cô sơn móng tay thôi. Thì bây giờ không sơn móng thì mình vẽ hình lên trên tay thôi. Thầy là thuộc cái tiếp trẻ mà thầy nhìn nó cũng thoáng hơn một chút. Nhưng mà trùng với quan điểm của ba mẹ nó, ba nó cũng không đồng ý, mẹ nó cũng không đồng ý. Nó thầy ơi, con gái mà nó xăm mình tùm lum ghê lắm thầy ơi, về có khi nào nó cắt cổ hết cả nhà không? Thầy nói mấy đứa con nó quá đi, không nên như thế. Không phải ai xăm mình cũng vậy đâu, đừng có nhìn nó quá là khắc khe như thế. Xong rồi thầy chỉ khuyên một cách khách quan, nó con nên tìm hiểu cho kỹ. Tại vì bạn đời, mình chọn bạn đời, tức là người đó sẽ đi cùng bên cạnh mình suốt cả cuộc đời.
lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau, chứ không phải là hợp gu. Vì người Á Đông của chúng ta, hạnh phúc của con cái là niềm vui của cha mẹ, phải không quý vị? Con cái mà nó bất ổn, cha mẹ cũng đau khổ. Vậy mà cuối cùng là nó cũng làm chồng làm chéo để nó cưới cho bằng được. Sau 10 năm quý vị biết không, thầy thấy nó ở dơ còn hơn con vợ nó luôn. Cái ông thầy giáo gì mà lượm thượm lôi thôi, áo đứt nút cũng không đơm lại. Trời ơi, dơ thiệt là dơ. Rồi đó là dẫn lóc nhóc cho hai đứa con tới chùa, mà thầy thấy cách chăm sóc là thầy thấy dơ lắm. Đem cái khăn ra đen thui, cái khăn mà lau mặt lau mũi rồi cho đứa con đen thui, mà thầy ngồi gần là nó bốc cái mùi nữa. Thầy lắc đầu, thầy nói con ơi, chăm sóc mấy đứa nhỏ kiểu này là có chừng nó bệnh. Đâu có vậy, thấy không? Mình ở gần người sạch thì có khi mình sẽ được lây cái sạch đó. Nhưng mà nếu như chúng ta ở gần người dơ mà mình tưởng rằng mình sẽ có thể cảm hóa được người dơ đó, là coi chừng bị người ta đồng hóa lại mình. Coi chừng bị người ta đồng hóa lại. Rõ ràng cái ông này cũng ở dơ còn hơn cái cô vợ nữa. Móng tay móng chân đen thù lùi, vậy mà nó tới, sư phụ ăn chôm chôm không, con lộn cho sư phụ ăn. Thầy bình tĩnh ra nói, sư phụ biết lộn, chứ nhìn móng tay của nó là ớn quá, làm sao dám ăn quý vị. Nó bóc 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 cái kiểu đó rồi mình ăn rồi làm sao. Bây giờ hỏi thiệt quý vị nè, khách quan thầy kể câu chuyện đó quý vị nghe. Có phải ba mẹ của cái cậu thầy giáo này, rồi vợ chồng cậu thầy giáo này và thầy, tất cả đều bị vướng vào trong một cái dòng gọi là quan điểm cá nhân và bảo thủ quan điểm cá nhân của mình, đúng không? Chính vì bảo thủ cho nên là cha mẹ của ông thầy giáo này với là hai vợ chồng thầy giáo này là ngay lúc đầu là thấy không thoải mái rồi, không vui rồi. Cha mẹ thương con thì cuối cùng phải thua con thôi. Thường là cha mẹ thua, nhưng mà trong lòng mình không ưng, không vừa ý, phải không mấy bà má chồng? Phải không? Mà đã không vừa ý rồi thì sao? Ôi, ta mệt. Vợ chồng mày, ta không quan tâm. Nhưng mà thật sự có quan tâm không? Có. Để ý không sót một chi tiết nhỏ. Đúng là như vậy. Đó là do chúng ta không vượt qua được quan điểm cá nhân của mình. Đây là lý do vì sao trong gia đình của chúng ta nó lục đục và phiền não. Thì chúng ta dựa theo lời Phật dạy là chúng ta bị vướng kẹt bởi cái tôi của mình, bởi tri kiến của mình, là cái thấy, cái biết, cái hiểu của mình. Khó. Bữa hôm có một cô Phật tử đó, quê ở miền Tây, lên thăm thầy lâu lắm rồi, lên thăm thầy mà buồn lắm. Thầy hỏi sao vậy? Quý vị biết tại sao buồn không? Đi lên thăm con trai Úc rất là thành đạt ở Sài Gòn, có ba đứa con trai, chồng làm thầy giáo, mà thầy giáo cái thời xưa bị ho lao thì thường không có chữa được, không có thuốc, chết. Một mình cổ nuôi ba đứa con trai đều thành đạt bằng một cái nghề, đó là bán ba khía. Quý vị biết con ba khía không? Mắm ba khía đó, ở miền Tây đó. Thì cổ lên thăm đứa con trai là tại vì vợ mới đẻ đứa con thứ hai được mấy tháng đó, bà lên bà xách cho một giỏ ba khía, bà trộn nước mắm tỏi ớt đồ rồi cái nặng chanh vô. Cô con dâu cũng nhìn có thấy ghê quá, đổ cái bạc khía đó, đổ bỏ. Bà khóc, bà nói nhờ cái mâm bạc khía, cái xỉa bạc khía này mà nuôi ba đứa con trai thành đạt, và đứa con trai út này rất thích ăn bạc khía. Bà đem bạc khía lên bằng cả một cái kỷ niệm của một cái thời nghèo khó ở dưới quê. Khổ nổi
đứa con trai út bảo vệ vợ nó. Nó nói cái này mất vệ sinh lắm. Bà tuổi thân, tức là con dâu nó mất vệ sinh thì đã đành nó quý phái tiểu thơ đại cát ở Sài Gòn mà. Còn bà ở quê thấy đen đen cho mất vệ sinh được. Nhưng mà ngay cả đứa con trai nó cũng nói gì bà buồn. Rồi bà thấy cái đứa cháu nội nó khóc đó, bà tới bà cho uống nước. Cái đứa con dâu nó, má không biết chăm sóc đâu, má không biết cho nó uống đâu. Bà cũng tủi thân bà khóc. Bà nói ta không biết nuôi con ta, sao ta nuôi ba đứa nó tròn do, nó lớn lên nó không bệnh hoạn gì, vậy mà bây nói ta không biết nuôi. Bà kể cho thầy nghe những câu chuyện đó. Thầy nói buồn là phải rồi, là tại vì con thấy con biết nuôi con, nhưng mà dưới quan điểm của con dâu bây giờ nó nuôi con khác. Nó nuôi con khác với ngày xưa, cái cách cho uống nước nó cũng khác, cách cho ngủ nó cũng khác. Hồi đó con nít là cho ngủ là mới sinh ra là mình cũng cho cái gối nhỏ nhỏ nằm đúng không? Nhưng bây giờ là bác sĩ là khuyên là không cho nằm gối, có thể là cho nằm úp nữa, cho nằm sấp nữa, tự con nít nó biết nó lật cái mặt nó thở thôi, là cách tốt nhất của khoa học. Mấy vị bác sĩ khoa nhi tới kể thì nghe, đó là cái cách tốt nhất. Thí dụ như ngày xưa đẻ là cả tháng là không dám bước ra khỏi phòng, đốt trồng bớ than như cái lò bánh men, bánh mì vậy đó. Còn bây giờ mà ấm kiểu đó chắc chết. Không cho tắm nữa, phải hồi xưa cũng mới sanh con đâu cho tắm phải không quý vị đó. Còn bây giờ là tắm bình thường, tắm vô tư. Cho nên là quan điểm nó khác rồi. Thầy nói thôi đừng có giận, đừng có buồn nữa. Bà ngồi bà khóc, bà nói lên thăm thầy xong rồi con về quê, con không có đi thăm mấy đứa nó nữa. Kệ nó giàu lắm, nhưng mà cái căn nhà của nó đó là tiền của con đó. Con bán đất đai với đưa lên cho nó mua cái căn nhà 20 tỷ đó. Trách con. Câu chuyện của người mẹ này đau khổ là do đâu? Do kẹt vào kiến thức của mình. Và kiến thức của bà mẹ này nó sẽ chạm với cái kiến thức của người con dâu. Rồi nghe những đứa con của mình nói những cái lời như vậy, tủi thân. Nếu là thầy, thầy cũng buồn. Nhưng mà khách quan thì chúng ta nên nghĩ thoáng để cho mình đừng có buồn, để cho mình đừng đau khổ, để cho đứa con của mình nó cũng không có khổ. Thầy mới nói với cô đó, thầy nói con à, thôi đừng có để cho con trai của mình nó rơi vào cái hoàn cảnh là bên tình bên yếu, khó xử. Kệ nó đi, miễn nó hạnh phúc là được rồi, phải không? Mình làm cha mẹ mà, con mình hạnh phúc. Thầy nói vậy, thầy nói mình làm cha mẹ mà con mình nó hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Kệ nó, vợ chồng nó cần thì mình tới, còn không cần thì thôi, có sao đâu. Nhưng mà tâm lý mấy bà cũng thích chơi với cháu. Nhưng một lần mà kêu đi về quê nó không đưa, phải đi lên thăm. Mà lên thăm rồi này kia kia nó có nhiều chuyện nó bất cập, nó không đồng quan điểm, không đồng quan điểm sống với nhau. Đây là những vấn đề rất thường gặp trong cuộc sống. Nếu như chúng ta biết tu tập, chúng ta nhận ra được cái tôi của mình là nguyên nhân của những phiền não, của những khổ đau, thì chúng ta nên cố gắng để bước qua cái tôi của mình. Hãy bước qua cái tôi nhiều chừng nào thì chân trời an lạc nó sẽ mở ra rộng lớn chừng đó. Đây là điều chắc chắn. Cho nên khi chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập, chúng ta có lòng thành, nhưng mà chúng ta gặp những cái điều mà không như ý của chúng ta là chúng ta không thoải mái. Không biết thế nào mới là vừa ý mình. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn muốn tu tập. Nhưng mà vô trong chùa, chúng ta đâu có biết cái cách lại Phật như thế nào. Đầu tiên chúng ta đi chùa chúng ta đâu biết. Cách để dép chúng ta cũng không biết. Thậm chí cái áo tràng chúng ta cũng không biết nữa. Chúng ta rất bỡ ngỡ. Nếu gặp một bác nào, một cô nào, một anh Phật tử nào nhiệt tình chào mình, nó vô đây để dép ở đây đi cô, ở đây mặc cái áo tràng nè, vô lại Phật, rồi thắp nhang, rồi cách lại Phật như thế nào, rồi em dẫn cô đi chào
thầy trụ trì, tự nhiên chúng ta thấy tự tin, chúng ta thấy dễ chịu, chúng ta thấy thoải mái, phải không? Mới vô bước tới ngạch cửa để đôi dép không đúng, để dép kìa à? Là tự nhiên mình thấy ớn rồi, muốn dội rồi, muốn dội ngược rồi đó. Đâu phải mình là không có ý thức đâu, nhưng mà nhiều khi mình không biết chỗ để, mình không biết cách để dép. Đâu phải mình ở nhà mình đói rồi mình mới vô chùa ăn cơm, tại vì thầy trụ trì mời cho nên mình đi ăn cơm mà mình cũng không biết cái cách ăn cơm ở trong chùa như thế nào. Lần đầu tiên quý vị ăn cơm ở trong chùa, quý vị thấy ngại không? Ngại lắm, mình không biết ăn như thế nào, không biết cầm sao. Trong chùa nó có quy định ăn cơm là gấp bằng đũa, ăn bằng muỗng, là để cho thức ăn dư nó còn sạch. Mình không biết, mình quen ăn ở nhà, mình cầm đũa mình chọt 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 gấp. Thế là gặp một chị đại: bà ăn gì thấy gớm hả, mất vệ sinh vậy, bà bỏ ra đũa xuống coi. Kiểu đó là tu gì nữa, phải không? Mình thấy mới vô là gặp hai ba cái rào cản rồi. Nếu như gặp thầy trụ trì mà hiền lành dễ thương đó, mà khuyên giải mình đó, thì mình còn có một cái kết nối. Còn gặp ông thầy, ông không quan tâm tới, ông không nói tiếng nào nữa, là mình thấy lạnh lùng quá là thôi, goodbye luôn. Đi đến đạo tràng tu tập, chúng ta sẽ có cơ hội để học được rất là nhiều cái gương công hạnh của những người khác, của những người họ đau khổ hơn mình, họ khó khăn hơn mình, họ vẫn tu tập. Thầy biết này, có Phật tử ở đây đó, ở đây nè, ở Thủ Đức này nè, di chúc xong, giao nhà cho con cái xong rồi, cuối cùng hai vợ chồng già ra chuồng bò ở. Nó đuổi đi đó, nó đuổi gì đuổi tà, nó làm gì nó, nhà nó chủ quyền đó mà. Quý vị thấy khổ không? Ở nhà là khổ cả mớ, rồi vô chùa mà gặp thêm một mớ khổ nữa thì có nước chết. Để kể quý vị nghe, có một Phật tử ở chùa thầy, hai vợ chồng anh chị đó, phải nói cái anh con rể rất tốt, thầy nghĩ đời này là chắc hàng hiếm rồi đó. Anh này là hồi xưa là anh phản đối vợ, anh đi chùa ghê lắm. Thì sao anh giác ngộ ra, anh ăn chay, phát tâm ăn chay trường, tu tập rất là tốt. Nhưng mà ba mẹ vợ là chỉ có đánh đề thôi, đánh đề cho bán hết nhà, ở nhà trọ, nhà thuê bán hết. Anh này anh đồng ý phải bán nhà để mà trả nợ cho cha mẹ vợ cả chục tỷ bạc. Rồi mướn nhà ở, rồi đưa cha mẹ vợ vào ở, rồi lo cho cha mẹ vợ. Xong rồi cha mẹ vợ đuổi hai vợ chồng ra. Trời, ở nhà ké người ta lại đuổi người ta. Trời, trên đời này có nhiều thứ nó bất công mà mình không thể chấp nhận được. Rồi hai vợ chồng cũng phải chịu. Hai đứa cháu ngoại nó không chịu, nó lớn rồi. Nó học lớp 9, lớp 10, nó ba mẹ, sao ông bà ngoại kỳ vậy? Nó chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà anh này rất là khéo, nó thôi con, ông bà ngoại không thích ba mẹ ở đây thì thôi ba mẹ đi, mình đi. Mà bây giờ họ rất khó khăn, để thuê một căn nhà khác nữa là cả một vấn đề. Ra chùa hỏi thầy bây giờ, sư phụ chỉ cho con cách tu pháp môn nào cho con bớt khổ thôi. Chứ bây giờ ba má con kỳ cục quá, chửi tối ngày. Mà còn bất công nữa. Ở trong nhà của con lo hết tất cả mọi thứ, giờ đuổi tụi con ra. Bây giờ con đi mướn nhà khác mà con không đóng tiền nhà, con không chu cấp, không lo cho thì ba má con sẽ đói, cũng sẽ không có tiền trả tiền nhà, mà ra mà chi phí cho thêm một cái căn nhà thuê nữa thì làm sao? Hai đứa con gái của con cũng bắt đầu lớn, có nhiều thứ để lo. Thiệt là thầy nghe thầy cũng muốn rớt nước mắt theo. Mà cái anh con rể tốt, vô cùng là tốt, anh khuyên vợ thôi nhịn mẹ đi em, nhịn ba đi. Thầy nói thôi giờ không biết làm gì, sám hối đi. Tại vì mình đâu có chọn được cha mẹ. Cha mẹ sinh ra mình là điều do nghiệp tự ở trong tiền kiếp. Chúng ta có là quyến thuộc với là ba mẹ mình rồi, cho nên đời này chúng ta mới đầu thai làm con của ba mẹ mình. Mình không chọn được, cho nên mình không thay đổi được. Cộng nghiệp thì sám hối.
sám hối cho nghiệp của mình nó bớt thì nghiệp của ba mẹ cũng bớt. Nó giống như bình thông nhau vậy đó, nó giảm xuống tự nhiên. Hãy mà bớt được nghiệp thì chúng ta sẽ được thoải mái hơn. Cái này là bạn bắt đầu từ niềm tin, từ lòng thành kính. Anh chồng anh nói con thích tụng kinh Pháp Hoa lắm, con tụng kinh Pháp Hoa hoài luôn vậy mấy năm rồi mà sao thấy không chuyển đổi gì, mà càng ngày càng hung dữ thêm. Ba mẹ lúc đầu nghe theo, còn đi chùa, còn lại Phật, còn ăn chay. Bây giờ là không đi chùa, nhắc tới chùa là chửi. Không ăn chay, nhắc tới ăn chay là chửi. Không tụng kinh niệm Phật mà rất là tà kiến. Thầy nói thôi khuyên đi, khuyên sám hối đi, hai vợ chồng cứ sám hối lại Phật. Cái nó cũng có sám hối. Thầy nói bây giờ đổi cách sám hối đi. Ở nhà có thờ Phật Quan Âm thì mình cứ trước tượng Quan Âm, hai vợ chồng cứ lại Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con tên gì đó xin được thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng con đã gây ra, con xin được sám hối và phát nguyện sẽ hạn chế tham sân si. Cứ thành tâm lại, đừng có đếm lại nữa. Cứ canh 30 phút, 40 phút theo cái quỹ thời gian của mình, lại lúc nào cho nó xong rồi, hết thời gian rồi bắt đầu mình lo làm công việc. Sám hối thành tâm như thế thầy nghĩ chắc là khác. Với niệm thứ hai nữa là niệm, đừng niệm Nam Mô Di Đà Phật nữa, bây giờ nó đổi qua là niệm Nam Mô Đừng Oán Hận Phật. Tại vì cái cô vợ đó, cái người con gái đó, cảm thấy uất ức. Cha mẹ mình không thương mình, mình trả nợ cho cha mẹ tới khánh kiệt gia tài, phá sản luôn. Vậy mà bà mẹ nói tụi bay đâu có giúp gì tao, mà còn lấy tiền đem lo tiếp cho đứa em gái, mà đứa em gái là không hề có trách nhiệm gì. Cho nên cái người con gái này cảm thấy oán hận cha mẹ mình nhiều hơn. Nhưng mà nhờ người chồng tu tập tốt cho nên không có biểu hiện ra bên ngoài. Khi tới chùa đó cổ nói thật với sư phụ là con rất oán hận cha mẹ. Dù con dạy con của con không có được giận ông bà ngoại, nhưng mà con cảm thấy rất uất ức. Thầy nói rồi, rảnh niệm thêm Nam Mô Đừng Oán Hận Phật. Chứ niệm Nam Mô Di Đà Phật riết nó lờn rồi. Niệm mà không có phải là do cái cách niệm thành tâm, mà niệm do cái kiểu thuộc lòng rồi niệm thôi, thì niệm như thế là lòng không thanh thản được. Mà xài một cái chiêu thức mới gọi là mẹo đừng oán hận, tức là con lại Đức Phật không oán hận, để cho lòng con không oán hận, để bỏ xuống sân si. Hãy bỏ xuống sân si thì thay đổi được, chuyển đổi được nghiệp của mình. Khi mình vượt qua được cái tôi sân hận của mình mà hãy thay đổi nghiệp, tức là chúng ta có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Thì hai vợ chồng lại sám hối như vậy được một tháng, chưa tới một tháng, tự nhiên có mấy cái đứa bạn mà nó thiếu tiền trước đây đó, đòi không được, bây giờ tự nhiên nó kêu nó trả. Vậy mà thầy chưa thấy ra chùa cúng dường. Trời ơi, thầy trắng trợn quá phải không quý vị? Hai vợ chồng nó mà nghe xong nó trợn trắng luôn á. Thầy xin phép kể câu chuyện này để quý vị thấy được rằng những điều không dự ý, những nghịch cảnh chúng ta đối diện, những người chúng ta không thích mà chúng ta phải sống chung, chúng ta phải tương tác, nó cũng không ra ngoài vòng tròn của nghiệp báo. Đã có một khoảng gặp nhau ở trong quá khứ, nhưng gặp nhau không phải từ ân tình ngọt ngào, mà từ những cay đắng, những quán thù. Cho nên bây giờ chúng ta gặp lại, nó cũng tiếp diễn những phiền não, những khổ đau. Chỉ có một cách duy nhất thôi, là chúng ta phải thay đổi cho được nghiệp của mình thì mới có thể chuyển được số phận của mình. Cho nên khi đến chùa, trở lại vấn đề, gặp những điều mà không như ý, không vừa lòng, nên quan sát thật kỹ về cái tôi của mình. Nếu như chúng ta cảm thấy không thoải mái nữa và cái tâm lý bất an đó nó xâm chiếm nhiều quá, thì
thì chúng ta đến đạo tràng khác tu tập. Chứ chúng ta đừng có từ bỏ con đường tu tập. Tại vì mình từ bỏ là mình thiệt thôi. Mà mình không tu tập nữa thì mình không bao giờ có cơ hội để chuyển nghiệp. Mà không chuyển nghiệp thì chúng ta không thay đổi được số phận, không thay đổi được cuộc đời của mình. Nhưng mà đến chùa khác tu tập, đến đạo tràng khác tu tập thì làm ơn làm phước, đừng có làm bà tám, đừng có đi bỏ sĩ. Quý vị hứa không? Cũng có mấy vị Phật tử đi tới chùa thầy tu tập, nói con mới tới chùa thầy lần đầu tiên, thầy hỏi chứ trước con tu ở đâu, cũng kể đi chùa đó. Sở dĩ bây giờ con đi là để con tới đây con tu tập, tại vì cái chùa đó nó lu bu lắm, tùm lum lắm, bắt nháo lắm, kể ra cho ông mớ vậy. Thầy nói thôi thôi xì tớp. Đi tới chùa mình kể một số chuyện chùa kia thì mai mốt cũng đem chùa mình đi kể cho chùa khác nữa, nó y vậy thôi. Cái điệp khúc này được lặp đi lặp lại thôi. Cái đó là cái nghiệp của những người này. Cái bản tánh của họ là bản tánh nhiều chuyện, ai mà giữ ý cho mình cho được. Không cách nào giữ ý mà được, chính mình cũng vậy. Tại vì bản chất của chúng ta là tham, là sân, cho nên tạo ra rất nhiều nghiệp mới sanh ở cảnh giới này. Thì chúng ta phải biết được cái nguyên nhân đưa tới những nghịch cảnh, những đau khổ, những phiền toái trong cuộc sống của mình, để mình cố gắng mình vượt qua. Khi chúng ta đem tấm lòng thành của mình tu tập, thì đảm bảo rằng tất cả những chướng duyên đó nó sẽ vượt qua được hết. Tại vì khi chúng ta tu tập với cái tâm thành mà ở một cái điểm cao, một cái đỉnh cao đó, thì những chuyện thị phi, những cái chuyện đúng sai chúng ta không cần thiết phải phân bua, phải tranh hơn, tranh thua, phải thế này thế kia nữa. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta chỉ thấy Phật thôi. Chúng ta thấy Phật thì cái kiểu gì cũng là Phật. Cho nên chúng sanh ở cảnh giới khác không làm phiền mình được. Còn chúng ta thấy đầy những cái kiểu hơn thua hận thù thì Phật sẽ vắng mặt ở trong chúng ta. Mà chúng ta không thấy Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy ma thôi. Ma đây không phải là ma quỷ tóc xanh nanh đỏ đâu. Ma là xấu, ma tâm là tâm xấu, tâm bất thiện gọi là ma. À, quý vị xem phim Tàu đó, ây da, hắn là tên đại ma đầu đó nha. Ma đầu là gì? Không phải là cái đầu con ma. Ma đầu tức là người xấu. Ma là xấu, là ác, là bất thiện thôi. Đó, đại ma đầu tức là cái người này rất là xấu, rất là ác. Thì ma tâm là chỉ cho tâm gì? Tâm hơn thua, tâm hận thù, tâm không có tuệ giác. Tâm không có tuệ giác thì chỉ còn lại hơn thua hận thù. Cái đó nó làm chúng ta phiền lắm. Chúng ta cũng niệm Phật, nhưng mà sao lòng của chúng ta không an? Nhìn người khác niệm Phật, tại sao người ta niệm an? Là tại vì người ta niệm Phật đúng, còn mình niệm Phật sai. Mình niệm Phật bằng cái miệng thôi, chứ chúng ta không niệm bằng cái tâm. Mình niệm Phật bằng hình thức thôi, chứ chúng ta không chuyển hóa. Niệm Phật là hằng sống với tỉnh giác. Mấy anh, mấy cô, mỗi chân thì cứ duỗi ra đi. Lẽ ra phải có thêm cái tấm đệm ngồi kê cao cao lên thì nó không mỏi. Tay chân thì chúng ta có thể trở bộ, đổi thế. Chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta không có dính tới Phật. Chúng ta niệm bằng hình thức, niệm bằng ngôn từ, thì như vậy giữa mình với Phật nó không có cảm ứng. Tấm lòng thành kính của mình đến với đạo tràng, nó hình thành một sức mạnh, một sức mạnh vô cùng lớn, để giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả mọi thứ trở ngại. Thí dụ ở nhà chúng ta cũng bị tê chân, nhưng mà tới chùa tụng kinh sám hối, chúng ta tê chân, chúng ta đau lưng, chúng ta dễ dàng vượt qua được. Đây là điều mà thầy nghĩ rằng quý vị Phật tử có thể thấy, có thể biết được. Ở nhà
người thân của chúng ta làm một điều gì đó chúng ta không hài lòng, chúng ta sẽ phản ứng ngay. Nhưng mà đến đạo tràng, có người khi gặp nhiều cảnh trời ơi đất hỡi lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhịn được, phải không? Do đâu? Do sức tác động của môi trường, của ngoại duyên, của đạo tràng. Cửa Phật thanh tịnh, trong đạo tràng có nhiều người tu tốt, nó có cái năng lực, nó có cái từ trường tốt đó, làm cho chúng ta có thể vượt qua được. Chứ ở nhà là mình xử đó, xử đẹp á, chứ còn ở chùa là chúng ta nhịn được, là nhờ cái quay lực của Tam Bảo, nhờ cái năng lực tu tập của đại chúng, tức là cái năng lượng tích cực. Vẫn có những người tu tốt, và chính chúng ta được tiếp nhận cái từ trường đó, và mình phát huy được cái sức mạnh của sự thành tâm. Cho nên ông bà mà nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy đó. Rồi chúng ta đem những cái điều mà chúng ta tu tập được ở đạo tràng về nhà mình ứng dụng tu tập. Tại vì chúng ta đâu có phải đi tới chùa hoài, đâu có thời gian đâu. Chúng ta tu với ai? Ở nhà tu với chồng, tu với vợ, tu với con cái, tu với cha mẹ, tu với anh em quý thuộc của mình. Vô công sở tu với đồng nghiệp, những người đó mới là khó chịu. Còn tới đạo tràng tu tập với Phật, xin lỗi dễ ẹc, kiểu gì Phật cũng cười. Chứ còn ở nhà, hôm nay nấu món này, ngày mai phải nấu món khác á. Mấy cô mà làm nội trợ nấu trùng món, có chuyện ông chồng họ không vui á, phải không mấy cô? Thầy nghĩ mấy cô cũng hay á, xách cái giỏ đi chợ mấy chục năm, cũng có nhiều tiền mà chế biến món ăn để nuôi gia đình. Rõ ràng là cái đức kiên nhẫn rất đáng nể, sự hy sinh phải đáng tôn vinh. Trở lại vấn đề thành tâm khi đến chùa, không bao giờ mất đi một quyền lợi nào đâu quý vị. Tại vì sao? Tại quyền lợi lớn nhất của chúng ta là gì? Sự bình an trong tâm hồn. Quý vị đồng ý không? Đức Phật dạy rằng hạnh phúc lớn nhất của con người đó là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thầy nghĩ rằng là đối với lại cuộc sống, quý vị còn đi kiếm tiền, còn đi làm việc, thì tìm sự tĩnh lặng nó hơi khó. Chúng ta tìm sự bình an thôi. Có khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không có bình an. Có khi chúng ta ngồi bên cạnh người mình yêu thương nhưng mà chúng ta không có bình an. Đổi lại là chúng ta lo lắng, chúng ta còn phập phồng. Có khi chúng ta có quyền, có chức nhưng chúng ta cũng có bình an đâu. Và điển hình năm 2021 khi đại dịch tràn tới, quý vị ở Thủ Đức nè, quý vị thấy không? Bất an ghê không? Thời đó sự bình an là một xa xỉ. Thầy không phải nằm ở trong cái vùng tâm dịch ở Bà Rịa Vũng Tàu, thầy còn phải bất an. Khi có công chuyện hoặc là cần để liên lạc, để thăm hỏi ai đó, mà gọi điện thoại thấy không có người bắt máy là hồi hộp, tự nhiên tim đập thình thịch. Cái thời cao điểm tháng 8, tháng 9 năm 2021, gọi điện mà bên kia không bắt máy là tự nhiên thấy lo. Đó quý vị thấy sự bình an rất cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta tọa thiền, chúng ta phóng sanh. Thật ra tất cả những pháp môn đó đều là phương tiện để giúp cho chúng ta tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn của mình. Và đến chùa cũng vậy, đến chùa để tu tập, đến chùa để lại Phật, mục đích cũng là để tìm lại sự bình an. Sự bình an vốn có của chúng ta, giống như một đứa trẻ thơ ngây, không biết vui, không biết buồn, không biết lo, không biết gì hết. Chúng ta đang tìm lại điều đó. Cho nên khi lại Phật,
chúng ta nhiếp tâm chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta dành trọn tâm thành của mình hướng về Đức Phật, thì tất cả những thứ ở bên ngoài đang diễn ra nó không tác động đến chúng ta nhiều. Có khi chúng ta nghe tiếng động phía sau ồ, nhưng không cần thiết, chúng ta hướng tới Phật, chúng ta lại Phật. Nó có ồ cách mấy chúng ta vẫn lại Phật được, tự nhiên chúng ta sẽ thành tâm lại Phật. Nhưng khi chúng ta bị cái tiếng động chi phối là chúng ta quay lại nhìn để coi có ai làm cái gì ồn quá, là lúc đó chúng ta không còn liên tục tâm thành hướng về Đức Phật nữa, nó gián đoạn mất. Và tiếng ồn đó nó chi phối chúng ta. Tâm của chúng ta gián đoạn có nghĩa rằng sức mạnh của nội tâm nó đã giảm. Sức mạnh của thành tâm nó đã giảm. Khi mà sức mạnh thành tâm nó có thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, chứng duyên sẽ không tác động được chúng ta. Khi mà sức mạnh của thành tâm nó giảm thì tất cả những chứng duyên nó sẽ từng bước nó xâm chiếm lấy chúng ta, và chúng ta không tìm được sự bình an đích thực trong cuộc sống của mình. Ở nhà cũng vậy, quý vị ứng dụng cái sức mạnh thành tâm này. Quý vị nấu ăn, quý vị thấy nấu ăn cực không? Mệt lắm đó chứ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện chồng con ăn ngon, vui vẻ, quây quần bên mâm cơm, trò chuyện với nhau, tự nhiên chúng ta cũng quên bớt đi những mệt mỏi, những nhọc nhằn của mình. Chúng ta có đổ cái sức mạnh của tấm lòng ở trong đó, của tâm thành ở trong đó. Chúng ta dọn dẹp nhà cũng mệt, nhưng mà nghĩ tới dọn dẹp nhà cho sạch sẽ, cho người thân của chúng ta ở thoải mái, vui vẻ, bảo vệ sức khỏe nhau, chúng ta cũng đang nuôi lớn cái sức mạnh của chân thành ở trong công việc của mình. Còn chúng ta đang nấu ăn mà đang càm ràm, vừa nấu vừa càm ràm, thì quý vị thấy một buổi nấu ăn nó mệt ghê lắm. Vừa lau nhà mà vừa cằn nhằn thì lau nhà nó cũng mệt nữa. Rửa chén mà vừa cằn nhằn thì chén nó mẻ hết, chắc chắn đó. Mình có cằn nhằn thì mình cũng rửa, vậy thì mình cằn nhằn làm gì? Mình có càm ràm thì mình cũng nấu ăn, mình có tụng kinh phổ am thì mình cũng lau nhà. Thì thôi, bây giờ chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình trong tất cả những việc làm đó, thì tự nhiên việc làm vẫn trôi chảy, chúng ta vẫn làm, nhưng làm với một tâm thái khác, thì tâm của chúng ta nó sẽ dễ chịu hơn, thoải mái hơn, người thân của chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên do chính chúng ta trao gửi cho người thân của mình. Cho nên thành tâm đến chùa không phải chỉ để khấn nguyện, mà là chúng ta đến để nuôi lớn cái sức mạnh nơi nội tâm của mình bằng một tấm lòng thành tha thiết đối với lại Tam Bảo, để vượt qua được tất cả những sự chướng ngại do cố chấp của bản thân, vượt qua được những quan điểm của cá nhân, thì chúng ta bước qua được rào cản của cái tôi, hay nói theo ngôn ngữ thời đại tức là chúng ta đang bước qua được giới hạn của bản thân của mình. Khi chúng ta vượt qua được cái tôi của mình, Thầy tin chắc rằng quý vị luôn sống trong bình an và hạnh phúc bên cạnh người thân của mình. Xin phép được tạm biệt quý vị ở đây. Hẹn dịp khác sẽ được gặp lại quý vị. Xin kính nguyện Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị cùng với lại người thân của mình ở gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.